Vâng, xin chào các bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiki Audio. Vâng, ngày hôm nay bên em về rất là nhiều các mẫu loa sub các bác nhé. Về rất là nhiều các mẫu loa sub, các bác có thể tham khảo trên kênh của Tiki Audio rất là nhiều. Thì ngày hôm nay bên em giới thiệu sơ qua và cũng có thể là chi tiết về những mẫu loa sub. Vâng, địa chỉ của Tiki Audio thì ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội các bác nhé. Các bác ở gần khu vực Trường Lâm có thể đến trực tiếp công ty bên em. Vâng, thì em kể từ bên trái đi ạ. Bên trái đó là một cái mẫu loa sub B3, model là 2021 bass 30 mặt trước. Còn đây là mẫu sub được chơi hơi và chơi điện, được tích hợp 2.1 các bác nhé. Thì bác có thể quan sát thấy sub B3 2021 này, tiếng bass rất là uy lực, công suất của nó là 500W. Và đặc biệt là nó sở hữu nguồn cao áp thế hệ mới bây giờ, cho âm rất là sạch và tinh tế, đặc biệt là công suất rất ổn định. Ở phía trước được bảo vệ bởi một cái căng có logo B3 bằng cái căng lụa lưới. Những lưới này nó nhìn nó rất là tuy là dày thôi nhưng nó rất là thưa để cho tiếng bass nó đánh ra được lan tỏa hơn. Và xung quanh thì được sơn sần màu đen và cát rất là đẹp. Và phía trên đây được sở hữu một cái kính cường lực rất là sang trọng. Và lỗ thông hơi thì được nhà hãng thiết kế phía dưới để tận dụng không gian gia đình nhé. Nhiều những mẫu súp mà lỗ thông hơi đằng sau vì thế chúng ta không có không gian mà chúng ta trưng bày súp thì hơi đánh vào tường nó rất là khó chịu. Vì thật hãng đã thiết kế ra một cái lỗ thông hơi đằng trước này để chúng ta tận dụng không gian tối đa các bác nhé. Thì đó là súp B3 2021 ạ. Ở bên cạnh đây thì có cái súp bốt bát đồ đất, cũng là bát 30 thế hệ mới nhất năm 2020 mới được tích hợp thêm một cái chân đế so với bản năm 2019. Thì bác có thể thấy chân đế ở phía dưới. Chân đế này nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm những cái hơi ẩm ở trong gia đình mà chúng ta những mùa nồm nó hay có hơi nước nó bay lên, nó rất là nhanh hỏng bát. Đấy thì vì thế mà hãng đã thiết kế ra một cái chân đế để hạn chế tối đa hơi nước bắn lên bay lên. Các bác có thể quan sát được bát 30 phía dưới ạ, bát 30 phía dưới logo Boss đấy ạ. Vâng, thì các bác cứ bảo là bán cho tôi một cái loa sub Boss bản 2010 thì bên em sẽ biết ngay đó là cái bản rất là cao cấp bên công ty Tiki Audio đang có và đang bán nhé. Thì xung quanh được sơn sần màu đen cũng khá là đẹp đấy ạ. Đó, nói chung màu đen này thì chúng ta sẽ phối ghép với không gian gia đình. Vâng, súp B3 súp Boss này và anh tiếng cũng cực kỳ là lực. Nói chung là đây là toàn bộ là hàng nhập khẩu, vì thế các bác yên tâm về cái tiếng trầm, cái chất trầm của nó cực kỳ là chắc và uy lực, đặc biệt là nó không gây ù, gây khó chịu, gây đau đầu cho chúng ta. Vâng, thì còn bên cạnh đây thì còn súp cao cấp nhất hiện nay mà bên Tiki Audio đang sở hữu công nghệ mới của Mỹ, đó là súp Wewood model là VK2012, được thiết kế màu đỏ gỗ rất là đẹp. Thì các bác có thể thấy đi ạ, vâng, hàng chính hãng luôn, hàng nhập khẩu chính hãng và đây là hàng cao cấp các bạn. Từng đường nét, từng cái đường nét cơ khí của hãng thiết kế rất là đẹp và đặc biệt nói chung hoàn hảo 100%. Trước mặt bát này sở hữu một cái lớp phủ polyglass cho chúng ta một cái lớp tăng độ bền và nói chung là độ dẻo dai của cái bát này hỗ trợ chúng ta dùng được lâu dài. Và một cái vòng được thiết kế rất là bắt mắt đấy ạ, vâng, được phủ mạ chrome rất là bắt mắt, ống ánh rất là đẹp. Bát thấy ông nào ống ánh như này đó, rất là đẹp. Và phía dưới đây được thiết kế bốn cái chân này. Riêng cái chân này ở mẫu súp cao cấp này nó được nâng độ cao và hạ độ cao được các nhé. Vì không gian gia đình mà có những gia đình những cái mặt nền nó hơi bị gồ ghề thì chúng ta có thể nâng độ hạ độ cao được ạ. Rất là tiện. Vâng, đây là súp VKF 2012 bát 30 mặt trước, hàng chính hãng của Wewood, đây là hàng của Mỹ. Thì bên cạnh đây bên em còn một mẫu súp Martin bát 30, đây là dòng súp hầm được thiết kế bát quay ra mặt trước. Logo Martin các bác có thể thấy đấy ạ, logo Martin được bảo vệ bởi gang sắt. Và riêng cái mẫu này được thực hiện hai lỗ thông hơi, một lỗ thông hơi phía trên và một lỗ thông hơi phía dưới, rất là tiện lợi để súp Martin dòng súp hầm. Thì riêng cái mẫu này bên em cũng bán khá là chạy vì là nó tầm tiền, nó phù hợp với không gian gia đình và đặc biệt là phù hợp với kinh tế và rất nhiều các bác và anh em có thu nhập mà nó hơi bị thấp một chút xíu thì chúng ta có thể dễ dàng sở hữu được. Vâng, thì đó là bốn mẫu súp. Vâng, thì hôm nay bên em về rất là nhiều các mẫu loa các bác nhé. Đầu tiên là những mẫu loa cây Kenwood. Đây là dòng loa cây Kenwood sở hữu 2 bát 25, sở hữu 2 bát 25 trên một thùng và thêm một loa chung 12 và 2 loa chép. Đặc biệt nó thêm một con loa chép kim cương rất là đẹp. Mẫu loa cây Kenwood này thực sự là rất dễ trưng bày và phối ghép, đặc biệt là nó cái giá nó cực kỳ là hợp lý. Cũng là hàng nhập khẩu, tất cả những hàng bên em mà những hàng nào hàng mới nhập khẩu bên em đều bảo hành 1 năm. Bên cạnh đây còn những đôi loa JBL G300, dòng loa cây sở hữu 8 loa trên một thùng thì các bác có thể thấy ạ.
còn hai bát anh em phía dưới đây, và phía trên khoảng không trên không gian trên là 6 loa, sở hữu 2 loa loa chung và 4 loa chép. Riêng mẫu loa này thì thật sự cho cái độ âm rất là hoàn hảo, chính xác tuyệt đối, và được sở hữu được màu nâu cà phê rất là đẹp. Các bác có thể thấy màu nâu cà phê rất là đẹp. Riêng mẫu màu nâu cà phê mà độc đáo như cái mẫu loa JBL G300 bên em loa cây như này thật sự là quá là ít trên thị trường luôn. Ở bên cạnh đó bên em có những đôi loa bát 40 ở phân khúc bát 40 như đôi loa Pioneer CS99. Riêng mẫu loa Pioneer CS99 này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất tốt, vì đây là thiết kế đặc biệt, chúng ta nghe cảm giác như chúng ta nghe loa full ấy. Chẳng hạn như những mẫu loa như thế này, chúng ta nghe đúng như mẫu loa full, công suất rất là khỏe, vừa nghe nhạc vừa hát rất là tốt. Đây các bác có thể thấy một cái bát 40 phía dưới là gân xếp hình nón, tạo độ mềm cho bát, độ sâu cho bát, và gân bạc trầm dầu, sở hữu hoa loa chung này, và hai chép giấy và một chép kèn cho tiếng chung sáng, và đặc biệt là chép cực kỳ là tơi và mịn. Vâng, bên này bên em còn những cái đôi loa Pioneer CS81. Vâng, sở hữu bát 30. Chiếc mẫu này cũng là dòng công nghệ mới. Các bác có thể thấy bát mặt trắng rất là đẹp và gân mút xốp. Tiếng bát cũng cực kỳ là sâu. Về công nghệ của Pioneer cực kỳ là đạt tiêu chuẩn. Và một loa chung, hai loa chung, đây là có cả chung trầm và chung cao các bác nhé. Chung trầm và chung cao. Và hai loa chép giấy và một chép kèn. Đấy các bác có thể thấy. Đây là dòng loa phân khúc bát 30, cũng vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Ở bên cạnh này bên em còn có một đôi loa full của JBL, model là 715, SLX715. Đây là dòng loa full bát 40, sở hữu một bát 40 phía bên trong đây và một chép kèn phía trên. Đây dòng loa full nó chỉ có hai loa thôi. Vâng, thấy các bác không? Còn rất là nhiều các sản phẩm bên em chưa giới thiệu hết. Rồi thì bên em còn có những video giới thiệu cũng khá là tỉ mỉ và về các cái thiết bị âm thanh. Và đây là bên em còn những đôi loa lời QHA NP4010. Đây là dòng loa lời bát 25, đây là dòng loa hỗ trợ lời thuộc dạng loa full. Các bác có thể thấy là cái kết cấu của loa full thường là chỉ một bát và một chép. Và thì đây là sở hữu dòng loa chung cho tiếng chung rất là sáng, hỗ trợ cho những bộ dàn karaoke hoặc là bộ dàn karaoke gia đình của chúng ta mà đang sử giải chung, thì cái đôi loa JBL đôi loa QHA 4010 này nó hỗ trợ rất là tốt ạ. Vâng, thì còn những cái đẩy thì bên em đang có đẩy Vivo D500, mẫu đẩy này bán rất là chạy trên thị trường, thì sở hữu công nghệ glass AB và công suất của nó rất là ổn định, tầm từ 800 đến 1000W, là mắc của nó 1000W hai kênh, 1000W một kênh, hai kênh 2000W, nó có thể kéo được một đôi bass 30 và một đôi bass 25, khá là ổn và bền bỉ. Cho riêng mẫu đẩy này nó công suất ổn định vì thế tiếng bass rất là sâu và trong sáng. Và một cái vang Wewood model là KM8FX bản Pro bản mới nhất năm 2020 đã được tích hợp rất là nhiều công nghệ mới như echo dị vật, chống hú và các tín hiệu tính năng đường vào như cổng quang Bluetooth và tín hiệu dây AV. Và bên em còn những cái đài nâng tiếng tiếp theo của Tecma là CB600, nâng tiếng 3 giải rất là chi tiết và cụ thể. Để các bác có thể thấy này, đấy, không nhạc không đi qua nâng tiếng thì chúng ta thấy được sự khác biệt, nó khác biệt hoàn toàn khi mà chúng ta không được hỗ trợ, và chúng ta khi mà bỏ tiền ra mua thêm một cái lưng tiếng thì các bác nghe được cái giải âm sẽ như này. Đó các bác thấy không? Nó rất là nền, bật tông lên rất là nhiều. Vâng, và cuối cùng là những cái mẫu mic không dây cao cấp Vivo ND9, đây là mẫu dòng 6 số tự động rất là cao, đặc biệt là củ mic được củ nano bạc. Đây các bác có thể thấy hai củ mic màu bạc rất là đẹp. Cái củ nano bạc để diệt khuẩn các bác ạ. Vâng, thì đó là những sản phẩm mà bên em đang giới thiệu. Thì các bác nào muốn theo dõi từng sản phẩm chi tiết mà bên em test từng sản phẩm thì các bác vui lòng theo dõi thêm video về phía đằng sau nhé. Bên em sẽ có những video giới thiệu rất là tỉ mỉ từng sản phẩm và vừa test vừa trải nghiệm. Và sau đây cũng xin phép được dừng video. Hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo nhé.